Hello anh em Thanh đây. Nay đi qua bên Cao Lỗ quận 8 mua cho anh em con cáp nha anh em. Cáp này anh em muốn mua về sang lái em sang cho anh em luôn nha. Cáp này 208. Ủa xin lỗi 207 chứ, 207 số sàn, xe biển Sài Gòn nha anh em. Anh này mua cách nay cũng 2 năm trước rồi. Xong sau đó ảnh đi giờ ảnh mua xe mới bán lại anh em. 2 năm trước ảnh mua cái xe này là 275 triệu nha anh em. Đó, bữa nay bớt bán và sang cho anh em giá lái, anh em nào muốn mua về mà dọn thì coi video này và liên hệ em nha. Đấy, em đi cái Fortuner thì anh em nào mà muốn mua về vừa đi vừa dọn và vừa bán anh em liên hệ nha, có giá cực kỳ tốt luôn, hơn trăm xíu thôi anh em là có xe cho anh em. Biển Sài Gòn đàng hoàng nha, biển Sài Gòn 70768, máy móc im ru. Đó, gầm bệ chuẩn chàng nha, mâm lớp đồ còn dày nha anh em. Đó, mua về anh em dọn sơ sơ thôi là anh em bán rồi nha. Nè, dọn như là thay cái tay nắm cửa nè. Tay nắm cửa này ghẻ ghề à. Đó, có 306 307 gì thôi. Đó, do không biết là giật mạnh quá nó bị gãy cái tay nắm cửa đó thôi. Còn lại anh em mua xe này về vệ sinh thôi. Chủ xe người ta bỏ người ta không đi anh em coi nè. Nó móc đó. Cái này chùi ra hết nha anh em. Ghế nè. Ghế này là ghế da vẫn còn như đây nha. Ta người chủ xe người ta lót cái này để ngồi cho nó im đít. Không lỗi gì hết nha anh em. À. Thường dòng này anh em ngại thứ nhất về là lỗi động cơ và nói chung là về điện á, anh em hay ngại, nhưng mà xe đẹp đẹp cứng cứng thì anh em không cần phải ngại gì đâu. Xe máy đang nổ im ru. Đèn đuốc độ sáng giới đẹp anh em. Hả gì nè? Dạ. Nhiều qua lấy xe luôn không? Ờ không, để sáng mai qua lấy, cọc cho ảnh đi rồi bỏ đây đi, sáng mai qua lấy. À, sáng mai là đem về tới bên em nha. Xe này thì dậm tí chút đỉnh, dậm mấy cái xước xước thôi anh em, không cần nhất thiết. Nếu mà tập lái thì mua đi khi nào nó xước nhiều và dậm luôn nha anh em. Nè, chủ người ta không đi, chủ người ta mua xe mới nhìn nó móc. Cái này đúng là xe bị móc luôn. Mình để lại đây để sáng mai anh em qua, anh em của mình qua lấy, chứ còn giờ mình còn phải đi qua bên kia coi mua chiếc khác nữa. Đấy, anh em muốn mua về tự dọn thì liên hệ em nha, chắc chắn là sẽ có giá tốt cho anh em. Còn anh em mà muốn cái kiểu em dọn sẵn em bán luôn cho anh em thì sẽ có cái giá khác nha. Nếu mà xe này em dọn xong em bán đúng giá thị trường hiện tại bây giờ thì nếu như mà 207 số sàn đúng giá thị trường người ta sẽ bán 195 triệu. Đó, nhưng mà chắc em sẽ bán rẻ hơn, em bán khoảng 185 cho anh em mua về, gọi là xe em dọn ken xe ben luôn và chỉ có đổ xăng đổ dầu nhớt vô chạy thôi thì em bán cho anh em mình khoảng 185. Đó, còn như anh em mà mua về vừa dọn vừa chạy bớt cho anh em mình còn nhiều lắm nha. Đó, dọn chạy và ai muốn mua ưng ý mình bán lại thì em bớt cho anh em, gọi là mình chừa cho anh em cái đường sống á, thì bớt cho anh em mình còn sâu lắm nha. Hiện tại em chưa có ký giấy tờ gì hết, nếu anh em mua thì em ký cho anh em luôn, em bớt cho anh em mình là khoảng chừng 20-25 triệu. Đấy là bớt cho anh em mình luôn, bớt cho anh em mình về, anh em mình mua về đi rồi mình vừa dọn rồi bán. Đó, bớt cho anh em mình cũng nhanh gọn lẹ, anh em nhanh gọn lẹ là em bớt cho anh em. Xe này nó cũng đẹp anh em, không có anh em coi nãy giờ clip anh em biết rồi ha, cũng không có là nhiều mấy cái lặt vặt hơn anh, như mấy cái này nè, đó nãy em có nói chia sẻ nè, mấy cái này nè. Mình nay làm thì cũng nhanh mà không dễ anh em có xe cũ bán gọi cho em nhé, số hotline em để trên góc trái màn hình 0766 9922 em Thanh. À, có những xe cũ nào không đi hay là quen biết ai có bán giới thiệu cho em nha anh em. Em đang ở bên này là bên Cao Lỗ quận 8, phường 4 quận 8. Xưa em có bé bạn gái ở bên đây qua đây cho nên nói địa chỉ cái là em biết chỗ này luôn. À, khu này cũng an ninh lắm. À, anh em có xe cũ bán mọi miền đất nước nha, bất cứ chỗ nào cứ có xe hú em alo em cái em chạy tới tận nơi em thu mua nha anh em. Xe này quá đẹp anh em à. Ok anh em,